Xin kính chào quý nhà đầu tư. Gần đây, cổ phiếu ngành cảng biển đang dậy sóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong đó, nổi bật lên đó là cổ phiếu VicoShip. Cổ phiếu này đã tăng từ mức 20.000 lên 32.500 đồng trong vòng chỉ có 3 tháng vừa qua. Vậy, cái ngành cảng biển nói chung và cổ phiếu VicoShip này nói riêng có cơ hội để cho quý vị và các bạn đầu tư hay không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ phân tích và định giá cổ phiếu VSC đến với quý vị và các bạn về tình hình hoạt động của VicoShip cũng như triển vọng trong tương lai và cuối cùng là định giá cổ phiếu VicoShip như thế nào. Sau đây tôi sẽ cùng quý vị và các bạn vào cái nội dung chi tiết của buổi trình bày hôm nay như sau. Trước tiên về nội dung trình bày về VicoShip hôm nay gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là luận điểm đầu tư và tổng quan về công ty cổ phần VicoShip này, cổ phiếu VSC. Thứ hai là đánh giá triển vọng VSC. Thứ ba là dự báo và định giá VSC. Thứ tư là rủi ro và các cái khuyến nghị đầu tư chúng tôi đưa ra đối với VSC như thế nào. Trước tiên về luận điểm đầu tư thì chúng tôi cho rằng cổ phiếu VSC này ở mức hấp dẫn vừa phải với mức giá 32.5 hiện nay. Do 1. Nợ vay sẽ hết trong năm 2020 này, làm giảm chi phí tài chính và dòng tiền trả nợ. Thứ hai là khấu hao của VIP Green sẽ hết vào năm 2023, lợi nhuận có thể tăng thêm 50 tỷ đồng vào năm 2024. Thứ ba là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tạo ra mỗi năm khoảng 400 đến 500 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền cho đầu tư trước khi mà có cái dự án mở rộng lạch huyện có thể xảy ra thì cần dưới 100 tỷ. Do đó, cái luồng tiền tự do để có thể trả cổ tức và tái đầu tư vào các cái khoản khác là lên đến khoảng 300 đến 400 tỷ. Thì nợ vay hết năm 2020, do đó tiền có thể trả cổ tức như tôi vừa nói. Nếu như trừ phúc lợi khen thưởng và VSC không có kế hoạch mở rộng mạnh thì nó hoàn toàn có thể trả cổ tức 5.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì AZFIN kỳ vọng cổ tức có thể tăng lên 3.000 đồng một cổ phiếu từ năm 2021 đến khi mà VSC có kế hoạch mở rộng cái cảng lạch huyện. Và thứ tư, trong ngắn hạn thì tỷ suất cổ tức của VSC đạt từ 7-9% trên thị giá cổ phiếu, tức là VSC sẽ trả từ 2.500 đến khoảng 3.000 đồng trên một cổ phiếu. Và thứ năm, tiềm năng về dài hạn trong cái thời gian tới từ 2020 đến 2025 có thể còn tăng nữa. Do một, giá làm hàng chúng tôi kỳ vọng rằng nó sẽ tăng khi mà giá làm hàng hiện nay về cơ bản đã về mức đáy thấp nhất trong lịch sử và thấp hơn tất cả các cái nước khác trong khu vực, thậm chí chỉ bằng một phần mấy so với một số các cái nước phát triển ở xung quanh chúng ta. Thứ hai là cảng mới lạch huyện, nếu mà VSC có đầu tư từ năm 2023-24 chẳng hạn thì có thể mang lại lợi nhuận sau khi đi vào hoạt động. Tiếp theo là về tổng quan về VSC. Thì lịch sử hình thành về VSC thì vào ngày 27 tháng 7 năm 1985, công ty được thành lập, tên ban đầu là công ty Container Việt Nam. Và năm 1992 thì công ty Container Việt Nam đổi tên thành công ty Container phía Bắc Việt Nam, VicoShip Hải Phòng. Và tháng 4 2002 thì VicoShip Hải Phòng được cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần với tên gọi là công ty cổ phần Container Việt Nam. Đến tháng 9 năm 2004 thì đưa cảng Greenport vào hoạt động, thì đây là cảng phía trong sông Cấm. Tháng 1 năm 2008 thì chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 11 năm 2014 thì thành lập công ty cổ phần Cảng Xanh và hiện nay là cảng VIP Green đang hoạt động phía ngoài sông Cấm của cái cầu Bạch Đằng và đang hoạt động rất hiệu quả đấy ạ. Còn về cơ cấu cổ đông thì chúng tôi thấy rằng là cổ đông khác nắm khá nhiều, trong khi ban lãnh đạo thì nắm một phần cũng tương đối nhỏ, không thực sự là quá lớn. Và các đơn vị thành viên của VicoShip gồm có các đơn vị như thế này ạ: VicoShip Quảng Ninh này, công ty cổ phần Container miền Trung này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VicoShip Hồ Chí Minh này, công ty cổ phần cảng xanh VIP Green này, xí nghiệp cảng VicoShip này, Greenport này, trung tâm logistics xanh này, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Ngôi Sao Xanh này, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh. Đó là các cái thành viên của cái
công ty VicoShip này. Tiếp theo, về hoạt động kinh doanh của VicoShip thì có rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, có hai hoạt động kinh doanh chính. Đầu tiên là mảng kinh doanh khai thác cảng biển, đóng góp tới trên 50% lợi nhuận, trong đó chủ yếu là VIP Green. Cảng VIP Green phía trong cầu Bạch Đằng thì tàu bè thì vào đó không thuận tiện. Chính vì thế hiệu suất của nó đang giảm và dần chuyển thành cái cảng hàng hóa nội địa hoặc là những cái kho vận ở đấy. Và thứ hai là mảng kho bãi và logistics thì đang phát triển khá mạnh, rộng khắp từ Bắc vào Nam, như chúng ta vừa thấy các cái công ty thành viên của công ty này đó. Thì đây là hai cái mảng kinh doanh chính của công ty cổ phần VicoShip này. Tiếp theo là về cơ cấu kết quả kinh doanh, chúng ta có thể nhìn rõ rất rõ ở đây ạ. Mảng khai thác cảng biển với doanh thu thì chiếm một nửa già, như năm 2018 thì chiếm khoảng 988 tỷ so với 708 tỷ mảng kho bãi và logistics ạ. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng như vậy ạ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của công ty có suy giảm mấy năm vừa qua do cái tình hình giá làm cảng đã rất thấp rồi. Chúng tôi cũng thấy rằng là năm 2019 và 2020 vẫn duy trì ở mức thấp này. Nhưng mà để mà thấp hơn nhiều nữa thì là một điều rất khó, bởi vì mức này đã được dạng một mức gọi là sàn rồi, quy định cũng như là mức rất thấp rồi. Và tiếp theo ở đây là cơ cấu lợi nhuận trước thuế và tỷ suất lợi nhuận trước thuế của VicoShip từ 2014 đến 2018. Thứ nhất là mảng cảng biển đây, chúng ta thì có thể thấy mang lại lợi nhuận rất cao, lên đến khoảng độ 70%, đúng không ạ? Rồi mảng kho bãi và logistics thì hiện nay cũng đang tăng trưởng dần, thì nhưng nó cũng chỉ chiếm khoảng độ chưa đến 30% thôi ạ. Và tỷ suất lợi nhuận trước thuế của mảng kho bãi logistics thì cũng thấp hơn so với mảng cảng biển. Mảng cảng biển, tức là mảng cảng biển có tỷ suất rất cao, rất hiệu quả. Đó. Thì tiếp theo thì chúng ta cùng đánh giá cái triển vọng trong tương lai của VicoShip. Thì hiện nay cái cảng mang lại lợi nhuận chính cho VicoShip đó là cảng VIP Green đã full công suất khoảng 800.000 TEU. Do đó mảng cảng của VSC về cơ bản là chín mùi và chín mùi về doanh thu. Tuy nhiên lợi nhuận của VSC vẫn có thể tăng từ cái mảng cảng này nhờ việc giảm lãi vay, tức là năm nay sẽ hết nợ vay và khấu hao chỉ khoảng 2 năm nữa hết. Thì chúng tôi xin lưu ý rằng cái cảng VIP Green này nó có tuổi đời hoạt động có thể lên đến 40 năm. Tuy vậy công ty này về cơ bản khấu hao cái mảng này trong vòng có 5-6 năm, thực sự 6-7 năm. Thực sự đây là một cái công ty họ đưa vào khấu hao rất nhanh, do đó rất có lợi cho cổ đông. Tiếp theo, thứ ba là mảng logistics thì có thể tăng trưởng tốt hơn một chút, thì chúng tôi kỳ vọng rất thận trọng từ 5-8% trên năm trong 5 năm tới nhờ cái hệ sinh thái, nên VSC sẽ phát triển khá là bền vững. Từ cảng đến logistics rồi là rất nhiều kho vận vân vân các thứ. Thứ tư là VSC đang có kế hoạch đầu tư cảng mới tại khu Lạch Huyện vào năm 2022 đến 2023. Tuy vậy thì AVFIN đánh giá rằng do cái Covid-19 cũng như cung vẫn dư nên cái kế hoạch này có thể lùi đến 2024 đến 2025. Như vậy sẽ còn khá xa để có thể đầu tư cái mảng cảng này. Thứ năm là về cơ bản đầu tư cổ phiếu VSC chủ yếu tập trung nhận cổ tức và dựa vào những gì nó đang có thôi. Chúng ta sẽ không đánh giá cái mảng cảng Lạch Huyện vào đây để định giá nữa. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cùng với phân tích tài chính của VSC. Trước tiên là về sức khỏe tài chính. Sức khỏe tài chính của VSC khẳng định luôn một câu rất mạnh. Nợ vay cơ bản về có gần không. Chúng ta có thể thấy 6 tháng 2020 nợ vay còn có 32 tỷ thôi, trong khi vốn chủ sở hữu là 2.186 tỷ. Tiếp theo là về chiếm dụng vốn của VSC khá tốt, nó hơn 100%, cho thấy là công ty này về cơ bản rất có lợi thế trong cái việc là kinh doanh. Từ đó cái dòng tiền của nó không bị ứ động bởi người mua chịu hay vân vân. Và cổ tức của VSC vẫn duy trì đều đặn 2.500 đồng trên một cổ phiếu. Thì 6 tháng đầu năm thì họ mới trả có một nửa thôi. Tiếp theo là tỷ lệ cổ tức trên lợi nhuận sau thuế thì khoảng độ 60%. Phần còn lại VSC giữ để trả nợ vay và tích lũy, có thể tích lũy là đầu tư cảng Lạch Huyện trong tương lai. Thì nợ vay cuối năm 2020 thì chắc chắn là sẽ hết rồi, còn có 32 tỷ thôi. Mà ngay cả việc 32 tỷ này chúng ta cũng có thể gọi là hết rồi. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng họ có thể trả cổ tức cao hơn sau khi có cái luồng tiền trả cái nợ vay hết đi. Tiếp theo
là về cái kết quả kinh doanh của VSC thì kết quả kinh doanh sẽ duy trì đi ngang ổn định ở mức khoảng từ 220 đến 300 tỷ trong tương lai. Thì mức 220 tỷ này chúng tôi cho rằng đấy là mức cực xấu do ảnh hưởng của Covid-2020, có thể chỉ đạt mức đó thôi. Nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng cao hơn. Còn sau 2020 thì chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận nó sẽ cao hơn con số 220 này khá là nhiều và có thể đạt max ở mức khoảng 300 tỷ, thậm chí hơn nếu mà VSC tiết giảm được các cái chi phí tốt và cái giá làm hàng tăng dần khi mà về cơ bản các cảng ở phía ngoài sông Cấm về cơ bản cũng tương đối đầy. Trong khi cái cảng ở Lạch Huyện thì chi phí rất cao do cái xe container vào đó để vận chuyển ra ngoài nó đã tốn mất 500 ngàn rồi, còn chưa kể các cái chi phí khác nữa. Chính vì thế cho nên cái cảng nước sâu ở bên ngoài cái đảo kia cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các cái cảng ở bên trong này, nhưng mà vẫn là ngoài sông Cấm. VSC cơ bản đã full công suất. Cái cơ sở chúng tôi đánh giá ở trên là vì VSC đã cơ bản full công suất, mảng logistics thì tăng trưởng sẽ không quá lớn đâu ạ. Và nó đóng góp không phải là một tỷ trọng lớn trong cái kết quả kinh doanh như chúng ta vừa đánh giá ở phía trên. Thứ hai là mảng logistics thì tăng trưởng không lớn như tôi vừa nói. Thứ ba là giá làm hàng tại cảng ở mức thấp nhất trong lịch sử và chỉ bằng 1/2 so với trung bình ở trên thế giới mà thôi. EPS thì tương ứng với khoảng đạt mức từ 4.000 đến 5.800 đồng trên một cổ phiếu với cái kết quả kinh doanh trên. Tiếp theo tôi sẽ đánh giá về cái dòng tiền của VSC. Thực sự mà nói có thể nói là dòng tiền của VSC là vô cùng tốt. Dòng tiền từ sản xuất kinh doanh thường cao khoảng gần gấp 2 lần so với lợi nhuận sau thuế. Nguyên nhân đến từ kết quả kinh doanh cao và khấu hao lớn. Ngay cả 6 tháng đầu năm lợi nhuận chỉ có hơn 100 tỷ thôi. Nhưng mà dòng tiền đã mang lại 228 tỷ. Nguyên nhân là do ngoài lợi nhuận còn có khấu hao rất lớn do VSC chủ đích khấu hao nhanh cho các cái cảng của mình. Về cơ bản khấu hao nhanh thì sẽ làm lợi nhuận giảm nhưng dòng tiền không đổi. Mà lợi nhuận giảm thì về cơ bản họ sẽ được chậm đóng thuế hơn. Tức là dòng đóng thuế sẽ lùi về sau, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so cho cổ đông. Tiếp theo, dòng tiền hoạt động đầu tư đến năm 2023 sẽ phát sinh không đáng kể từ nay đến 2023. Do đã đầu tư xong VIP Green từ năm 2018. Về cơ bản nếu nó họ có đầu tư đó là thêm các cái trang thiết bị phụ cũng như đầu tư cho mảng logistics thì nó sẽ không lớn nữa. Không lớn nữa. Còn đến năm 2023-2024 có thể là VSC sẽ đầu tư thêm một cái cảng ở Lạch Huyện, thì lúc đó dòng tiền đầu tư có thể âm lớn hơn. Thứ ba là dòng tiền hoạt động tài chính thì vô cùng tốt, âm lớn do VSC trả lãi vay rất nhiều, trả nợ vay rất nhiều. Lãi vay thì thuộc dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh rồi ạ. Trả nợ vay rất nhiều và chúng ta có thể thấy rằng nợ vay của VSC hàng năm giảm rất mạnh và đến nay còn có 32 tỷ thôi, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Trong khi đó thì cổ tức công ty cũng trả hàng năm rất là tốt đấy ạ. Còn số còn lại chính là trả lãi vay đấy ạ, đúng không ạ? Do đó là dựa vào cái dòng tiền thì chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi trả nợ xong thì cổ tức có thể tăng lên mức 3K. Thậm chí nếu ai có cái kỳ vọng tốt hơn có thể kỳ vọng cao hơn một chút. Nhưng mà chúng tôi kỳ vọng rằng có thể đạt được 3K. Thì trên đây là chúng tôi đã đánh giá về sức khỏe tài chính của VSC rất tốt. Nợ vay gần không, vốn chủ hơn 2.000 tỷ. Về kết quả kinh doanh của công ty thì nó sẽ duy trì ổn định từ khoảng 220 tỷ đến 300 tỷ lợi nhuận sau thuế. Về dòng tiền là một điểm vô cùng mạnh đối với các doanh nghiệp cảng, đặc biệt là VSC như tôi vừa phân tích. Tiếp theo về đánh giá kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020. Thứ nhất, giảm khoảng 18% trong cái quý 2 này do Covid-19. Còn tính cả năm đâu đó nó giảm khoảng độ 10%. Tính 6 tháng thì nó giảm khoảng 10%. Tổng lợi nhuận gộp thì cũng giảm khoảng độ 10%. Do giá vốn hàng bán thì cũng giảm, doanh thu thì cũng giảm. Được chưa? Rồi là tiếp theo, lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ đây. Chúng ta nhìn thấy nó giảm ít hơn. Giảm ít hơn so với doanh thu. Đó, do nguyên nhân là giá vốn hàng bán như tôi vừa trình bày giảm. Rồi tiếp theo là chi phí lãi vay của công ty bây giờ rất thấp. Quý 2 năm 2020 chỉ 639 triệu đồng chi phí lãi vay thôi. Trong khi cùng kỳ năm trước là 5 tỷ và cả quý 2 quý năm trước là 10 tỷ 6. Thì hai quý năm nay còn có 1 tỷ 7 thôi.
Đúng. Và về các quý cuối năm này lãi vay còn thấp nữa, giúp cho cái chi phí tài chính của công ty giảm. Tiếp theo là lợi nhuận trước thuế, tổng lợi nhuận trước thuế đấy ạ, của công ty là tăng khoảng độ 10 tỷ, tức là tăng khoảng 7%. Nhưng mà lợi nhuận sau thuế thì lại tăng rất mạnh, tăng lên đến khoảng độ hơn 30%. Tăng 35%. Đó, nhưng mà tăng này thì chúng tôi đánh giá không phải là một mức tăng gọi là rất bền vững, mà vấn đề là tăng là do thuế. Về cơ bản quý 2 năm 2020 đóng có 4 tỷ 4 thôi, trong khi cùng kỳ năm trước đóng 30 tỷ 4 đấy ạ. Nguyên nhân rất rõ là đến từ dự phòng thiếu trong những năm trước, thì năm 2019 trong quý 2 thì phải đóng dự phòng thêm 26 tỷ 300 triệu, làm cho chi phí thuế của quý 2 năm trước lên đến 30 tỷ 380 triệu. Thì lợi nhuận rõ ràng chúng ta nhìn thấy lợi nhuận kế toán trước thuế quý 2 này đây có giảm so với quý 2 năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng rất mạnh. Thì nguyên nhân là vì nó không phải đóng thuế như quý 2 năm trước. Do đó cái việc tăng trưởng lợi nhuận này nó mang tính chất là cũng là vì năm trước xấu thôi, chứ nó không phải là tăng rất là bền vững hay rất là khỏe gì cả. Thì chúng tôi nhìn chung là kết quả kinh doanh của VSE sẽ là tương đối ổn định và sẽ không có đột biến. Quý vị và các bạn cũng có thể nhìn qua doanh thu đấy ạ, đúng không ạ? Đó, còn như tôi vừa giải thích, cái lợi nhuận của nó tăng nguyên nhân bởi vì do năm trước nó đóng thuế, thành ra lợi nhuận năm trước nó đuối. Còn nếu không đóng thuế thì lợi nhuận năm nay của VSC sẽ giảm ở đâu đó khoảng độ 10 tỷ đồng do doanh thu giảm bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thì hai quý được 141 tỷ rồi, thì chúng tôi kỳ vọng rằng năm nay nếu kịch bản xấu nhất có thể là 220 tỷ. Nhưng mà nếu không thì chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận có thể đạt khoảng độ 260 tỷ cho năm 2020 đối với cổ phiếu VSC này, doanh nghiệp này. Về định giá cổ phiếu VSC thì chúng tôi với cái lợi suất yêu cầu khoảng 10%, tăng trưởng cổ tức thì chúng tôi dự báo thôi, chúng tôi cứ dàn đều thôi, 5% trong 5 năm tới, sau đó sẽ tăng 2%. Nhưng thực tế rằng là cổ tức năm tới có thể tăng từ 2.500 lên 3.000, tức là tăng 20% đấy ạ. Nhưng mà thôi, đây là chúng tôi giả định cho nó mượt. Và cổ tức 2020 dự kiến là 2.500 đồng. Giá cổ phiếu hợp lý VSC chúng tôi cho rằng phù hợp khoảng 37.900 đồng trên một cổ phiếu. Thì hiện tại với giá 32.500 đồng thì lợi nhuận kỳ vọng nếu đầu tư vào nó thì sẽ khoảng 15%. Một trong những cái catalyst nữa để dẫn dắt cổ phiếu VSC là ngoài cái luồng tiền rất tốt thì VSC sắp tới khả năng cao sẽ chốt quyền trả cổ tức, bởi vì năm nay VSC chưa trả cổ tức và kỳ vọng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt khá tốt ạ. Tiếp theo là về kết luận khuyến nghị đối với cổ phiếu VSC này. Thì thứ nhất là VSC là một cổ phiếu cơ bản đã chín muồi. Và thứ hai là rủi ro lớn nhất là ban lãnh đạo chúng tôi thấy lắm hơi ít cổ phiếu. Do đó có thể có những cái mà quyết định mà chúng tôi cho rằng là chúng ta rất khó đoán. Và nếu mà mua cổ phiếu VSC thì lợi nhuận kỳ vọng từ cơ bản, từ phân tích cơ bản sẽ khoảng độ 15% đối với các nhà đầu tư cá nhân. Thì với mức này thì chúng tôi cũng cho rằng VSC tương đối hấp dẫn, nhưng cũng không nằm trong top những cổ phiếu hấp dẫn nhất mà AZFIN khuyến nghị. Nhưng nó xứng đáng nằm trong top 69 cổ phiếu mà AZFIN chúng tôi phân tích và định giá để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và một số quý vị và các bạn đầu tư theo xu hướng dòng tiền hoặc theo kỹ thuật chẳng hạn, thì có thể thấy cổ phiếu VSC này đang có một xu hướng giá tăng trưởng rất tốt và bền vững. Thị trường xuống nhưng nó không xuống, nhưng thị trường lên thì nó lại lên mạnh hơn thị trường. Thì đây cũng là có thể là một cái key cho quý vị và các bạn nào thích đầu tư ngắn hạn. Còn chúng tôi thì nhìn trên góc độ định giá và đầu tư dài hạn. Thì trên đây là trình bày của tôi về cái cổ phiếu định giá cổ phiếu VSC. Trước tiên là về ngành nghề kinh doanh gồm có hai ngành nghề, đó là logistics kho vận và thứ hai là mảng vận hành cảng biển. Rồi doanh nghiệp này là một doanh nghiệp về cơ bản chín muồi, còn về định giá là đang chiết khấu khoảng đâu đó khoảng độ 15%, kỳ vọng cho quý vị và các bạn đầu tư. Ngoài ra thì tôi giới thiệu thêm, ở AZFIN gần đây tuy chúng tôi có ít đào tạo rồi, nhưng mà quý vị cũng có thể đặt gạch trước để còn suất tham gia các cái khóa học để quý vị trở thành master trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán này. Hoặc là quý vị có thể yêu cầu tham gia các cái group siêu VIP của chúng tôi, có hỗ trợ về chuyên môn cả năm trời, cũng như là có các cái phân tích, báo cáo phân tích theo đặt hàng tốt hơn so với việc chúng tôi mang đi trình bày ở quỹ. Quý vị và các bạn có trao đổi gì thêm về VSC, cũng như có mong muốn đề xuất để phân tích những cổ phiếu nào,
thì hãy comment bên phía dưới cái clip này để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn đầu tư tốt nhất. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công và hiệu quả.